nhân danh cha và con và thanh thần Amen. lời cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện danh cha cả sáng nước cha chỉ đến ni cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ amen kinh mừng maria đầy ơn phu đưa chúa trời ở cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và giêsu con lòng bà gồm phúc lạ là... thánh maria đức mẹ chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử amen sang danh đức chúa cha và đức chúa con và đức chúa thánh thần như đã có Trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng amen xin cộng đoàn hiệp ý với những người xin khấn trong tuần qua một người xin cho con cái đã vượt qua cơn khó khăn xin cho con gái sớm hết bệnh một chị đang mang thai xin được ơn bình an xin ơn chữa lành bệnh tật về tâm trí và trầm cảm cô thơm huynh đoàn mẹ vô nhiễm xin được gặp thầy gặp thuốc cầu ơn bình an cho ông paulo trương chín người xin được như ý bảy người xin ơn bình an tám người xin được khỏi bệnh và có sức khỏe một người xin cho vợ chồng hòa thuận thương yêu và trung thủy với nhau hai người xin cho có con ba người xin cho con cái ngoan ngoãn vâng lời hiếu thảo Bốn người xin ơn sống đời dân hiến. Bốn người xin ơn hoán cải trở về cùng Chúa. Năm người xin được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn. Hai người xin cho có công ăn việc làm. Năm người xin được đi đường bình an. Bảy người xin cầu cho các linh hồn. Một người xin được ơn chết lành. Ba người xin cho con cái học hành tấn tới. Hai người xin cho có việc làm. Sáu người xin ơn chữa lành bốn người xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó ba người xin cho giấy tờ thuận lợi đậu phỏng vấn văn phòng ơn gọi xin có thêm ơn gọi cho phụ tỉnh và xin ơn bền đỗ cho các thầy bảy người tạ ơn vì đã được như ý năm người tạ ơn vì đã được bình an một người tạ ơn vì giấy tờ đã thuận lợi và đậu phỏng vấn một người tạ ơn vì được có công ăn việc làm ổn định và giờ đây mỗi người chúng ta hãy dâng những ý nguyện riêng chúng con nguyện xin thánh martino người là gương sáng soi của lòng nhân ái thua bình sinh với lòng thương xót vô bờ người đã giang tay ôm ấp những người khổ đau thì ngày nay trên trời vinh hiên cao sang người hay thương nghe muôn tiếng chúng còn khẩn cầu Chúng con nguyện xin thánh Mát-ti-nô Người là cha những kẻ khó nghèo đau yếu lấy tình thương xoa dịu những nỗi u buồn và hãy ban ơn cho hết muôn người kêu xin được mạnh sức đêm ngày vui đón hy sinh và luôn nói theo gương sáng các nhân đức người chúng con trong cầy ra thanh đức mẹ chúa trời xin chớ chê cho bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thôn đức nữ đồng trinh hiển vinh sang lang hằng chúa chúng con cho khỏi sự dữ amen lời ra thanh trai tìm đức chúa giêsu lời trái tim cực thanh cực tịnh ra thanh đức bà maria Cầu cho chúng con. lời ông thánh du là bạn thanh sạch đức bà maria chọn đời đồng trinh Cầu cho chúng con cây chúng con vì danh, danh chúa nhân từ cho, cho các, các linh, linh hồn được, được lên chốn, chốn nghỉ ngơi ơi hằng xem thấy mặt đưa chúa trời sáng lang vui vẻ vô cùng amen nhân danh cha và con và thánh thần amen con xin cảm ơn quý cha quý sơ quý cộng đoàn